FM, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Chip Game Minh đây. Video ngày hôm nay mình tiếp tục chơi cái story tựa game Rob Rebop. Các bạn xem nó hay đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Giờ chúng ta bắt đầu luôn nha. Ok. Rồi, để mình vào siêu thị. Hôm nay mình sẽ review cái trang phục mới cho các bạn xem. Đó chính là Bakan Kelsey, là một bộ trang phục con thỏ nha. Rồi, mình sẽ chơi chương 8 từ level 1 tới level 5 nha. Rồi, cái ngôi nhà này thì không có ai, mà nó có khá là nhiều cái phòng. Mình tìm cách đi qua mấy cái phòng này. Đấy, giờ mình cứ đi qua bên phải. Các bạn chơi thì cứ đi theo mình nha. Đấy, giờ mình quay ngược trở về lại. Tại vì nó cung cấp một cái số lượng chìa khóa thôi, để đủ cho mình mở những cái cánh cửa, mở khó những cái cánh cửa. Đấy, giờ mình đi lên, mình qua trái nha, xuống dưới. Rồi, rồi đúng cái đường mình đi rồi. Đấy, rồi vậy là thiếu một cái chìa khóa, hình như nó nằm phía trên này. Để mình chạy lên lại nha. Nó nằm phía trên này. Đấy, đây là một cái phòng hồi nãy mà mình chưa đi lên á. Yes. Ok, vậy là mình đã qua được cái dòng đầu tiên của cái chương bonus này. Rồi mình qua dòng thứ hai. À, cái dòng này các bạn bước đầu là các bạn đi về hướng phía bên tay phải hết nha. Đấy. Rồi nếu mà hết thì mình cứ đi phía dưới rồi qua phải. Tiếp tục là qua phải. Rồi, mình đã lấy được kho báu. Rồi, giờ các bạn đi về hướng bên tay trái lại. Đấy, nhưng mà các bạn không biết thì các bạn cứ xem video mình chơi. Rồi các bạn chơi theo nha. Vậy là ok, mình đã hoàn thành được xong màn thứ hai. Đấy. Rồi, chúng ta qua dòng thứ ba luôn. Đây. Các bạn cứ đi trên cái đường cái ô màu đỏ nha. Đó, yêu. Các bạn mà đi ra ngoài một cái là nó sẽ cho bạn quay về lại chỗ cũ. Đấy, giờ mình mở cửa mình đi phía bên trên. Rồi. Ok, mình đã đi xuống cái hầm. Cái hầm nó dẫn qua một cái phòng đây. Đấy, thấy chưa? Nó dịch chuyển về mình về lại chỗ cũ này.
Okay. Oh. Nhầm, nhầm, nhầm. Ê, trời ơi. Rồi, nó đã dịch chuyển mình qua cái phòng đây. Mình đang ăn trộm được. Giờ chỉ còn một cái kho báu thôi. Ok. Vậy ta đã hoàn thành xong màn thứ ba. Giờ mình tiếp tục qua vòng thứ tư nha. Wow. Vòng này có tất cả là bốn ông vệ sĩ. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng vượt qua cái vòng này. Vòng này chúng ta lấy hết mấy cái xanh xanh nha, mấy chấm xanh xanh nó cộng với bốn cái hòm kho báu là các bạn sẽ được mới được buffet nha. Đấy, đừng có bỏ sót một cái gì hết nha. Cẩn thận nha, cẩn thận nó vừa sử giống dễ phát hiện cho mình mấy. Rồi, chỉ còn một cái hòm kho báu nữa thôi. Và những cái này. Đấy, các bạn vừa di chuyển vừa nhìn coi thử có ông vệ sĩ nào không này. Đây đây có một ông vệ sĩ phía dưới này. Cẩn thận nha. Còn 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 một phần có báo nữa. Ok. Rồi, giờ mình sẽ tìm cách thoát khỏi cái chỗ này. Mình đang trộm hết tất cả rồi. Ok, vậy là đã hoàn thành xong màn thứ tư. Giờ tiếp theo, chúng ta sẽ qua cái màn cuối cùng của video ngày hôm nay. Đấy, đây là dòng những cánh cửa thần kỳ. Có rất là nhiều cửa luôn. Rồi, mình đã tìm cách đi lên lấy được kho báu rồi. Giờ chỉ cần lấy những ô trong cảnh sát nặng bị kẹt đây. Giờ còn hai món nữa mình cần lấy, đó chính là một bộ bài và cái kia là gì ta? Sách ha. Các bạn cẩn thận nha, mấy cái ông này không dễ phát hiện cho mình. Nói rồi, thấy chưa, mình thấy cái cửa mở rồi. Giờ tìm cách chuồn ra khỏi đây thôi. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong 5 màn của chương 5 này. À quên, 5 màn của cái chương 8 này. Rồi, để mình vào siêu thị. Để coi. Ok, quên. Ngày một video tiếp theo mình sẽ review cái trang phục người sắt này nha. Ok. Vậy mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.